207 đấy ạ, khoảng 207 đấy ạ. Đây ạ, hàng T6. Các bạn gõ, các bạn nghe nó bộp 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 bộp, nó ấm tiếng đều này này. Đó, ấm tiếng đều này là các bạn lấy là chắc chắn là ok luôn, cộng với lại cái mình nó họ mà họ bày bán mà cái cuống này nó còn tươi á, nó còn tươi nữa là ok, là các bạn có bộp bộp này là các bạn chắc chắn là chọn được quả khá ngon luôn. Gửi cho Thu Tuyển rồi nhá, Thu Tuyển ơi, anh gửi rồi. Còn cái đây các bạn nghe nó bịch bịch một bộp bộp bên ạ. Nghe bộp bộp này là khui là bảo là ngon chất lượng luôn này. Đây ạ. Đó. Bây giờ bà nối khui nhá các bạn ơi, bà nối khui cái trái thái trước nhá các bạn, bà nối khui trái thái trước. 5 ký mấy hoặc là 6 ký, nói chung là hai quả nó khoảng từ 6 ký trở lên. Nên các bạn đặt hàng thì các bạn để ý đến cái để nhận hàng nhá các bạn, không để nó ngoài mình nó nắng quá. Quả đã luôn đây ạ, bao phê luôn, để bạn nối khui một cái muối này nữa cho nó phê nữa luôn. Các bạn mà có bạn nào mà có nhu cầu mua Đại Phúc riêng ngon hơn, riêng ngon hơn là sao? Đây ạ. Ui dạ. Đây các bạn này. Đây này, nhìn nó bao phê luôn, phê lắm luôn đây ạ, đây ạ. Rất khô ráo luôn. Lỡ nhận trái bị hư hay sượng thì được bù lại thì được khác không anh? Ví dụ như nhận mà vô tình đi đường xa hoặc nó bị hư hỏng nha các bạn. Các bạn có thể chụp lại rồi gửi cho ba nối, nếu đúng hàng nhà mình á thì bữa sau các bạn việc mua hai quả thì mình bù lại một quả khác là thành là nhá các bạn. Ví dụ các bạn mua đợt này hai quả đi, có một quả vô tình nó bị sống hoặc là nó bị hư hoặc là thối gì đó, thì các bạn chụp lại bữa sau các bạn mua hai quả thì ba nối sẽ trả lại một quả và tính tiền một quả nha các bạn. Đây hàng đảm bảo ngon luôn đấy, tại vườn luôn. Phương Ca Tuấn ơi, anh ở Lâm Đồng. Phương Ca Tuấn ơi, đây ạ, đây là cái quả sầu riêng thái. Cái trái này là trái cũng không đẹp lắm đâu nha các bạn, trái này không đẹp lắm đâu ạ. Đây ạ, vỏ thì siêu mỏng luôn. Đây